chào mừng các bạn đến với tiết học âm nhạc lớp 5 ngày hôm nay với chủ đề Thiên nhiên tươi đẹp. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, mời các bạn cùng với cô ôn lại bài hát Reo vang bình minh mà chúng ta đã học nhé. Tiết học của chúng ta ngày hôm nay cô xin giới thiệu với các con đó là bài hát Con chim hay hót, nhạc Phan Huỳnh Điểu, lời theo đồng dao. Cô xin giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu quê ở Đà Nẵng, nhạc sĩ sáng tác rất nhiều bài hát cho các em thiếu nhi. Với tình cảm yêu thiên nhiên, yêu quý loài vật, nhạc sĩ đã sáng tác bài hát Con chim hay hót dựa theo bài đồng dao quen thuộc nói về những chú chim vui tính, xinh đẹp và hay hót. Bài mới của chúng ta hôm nay sẽ có hai hoạt động. Hoạt động 1, dạy hát. Hoạt động 2, thực hành kết hợp múa đệm theo nhịp phách. Chúng ta sẽ đi vào từng hoạt động 1. Trước tiên các con hãy nghe giai điệu của bài hát và cảm nhận giai điệu của bài hát nhé. Các con hãy đọc lời bài hát Con chim hay hót. Các con vừa đọc lời bài hát rồi, bây giờ các con cùng chia câu hát với cô. Câu thứ nhất: con chim hay hót, nó đứng nó hót cành đa. Câu thứ hai: nó ra cành trúc, nó rúc cành tre. Câu thứ ba: nó hót le te, nó hót la ta. Câu thứ tư: nó hót le te la ta mà nó bay vô nhà. Câu thứ năm: ấy nó ra ruộng lúa, nó múa nó chơi. Câu thứ sáu: ơi chim ơi, chim ơi là ơi chim ơi, chim ơi là ơi chim ơi. Như vậy bài hát này mình sẽ chia làm 6 câu và chúng ta cùng thực hiện hát từng câu.
Trước khi vào hát từng câu, các con chú ý cho cô dấu nối ở chữ tre, các con ngân 2 phách rưỡi, và dấu nối ở chữ ơi, các con ngân cho cô 3 phách. Sau đây các con nghe cao độ từng câu và hát theo đúng giai điệu từng câu cho cô nhé. Các con cùng hát cả bài với nhạc đệm nhé. Qua hoạt động 1, các con đã biết hát theo giai điệu lời ca.
Chúng ta cùng chuyển qua hoạt động 2, thực hành hát gõ đệm theo nhịp phách. Khi gõ đệm theo nhịp, các con thực hiện mỗi đầu ô nhịp gõ một phách theo dấu nhân đỏ. Và bây giờ các con cùng nghe nhạc hát gõ đệm theo nhịp nhé. Theo các con cùng thực hiện hát gõ đệm theo phách, mỗi ô nhịp các con gõ 2 phách. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện hát gõ theo phách với nhạc đệm nhé. Như vậy qua tiết học ngày hôm nay, các con đã biết hát bài hát Con chim hay hót có giai điệu vui tươi. Các con phải biết yêu thiên nhiên, các loài vật đã giúp ích cho chúng ta. Ở nhà các con học thuộc lời bài hát và chuẩn bị động tác múa minh họa cho tiết học sau nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Chào các con.